tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Pha-ri-siêu rằng: các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sống lề luật. Một người chồng nghe tin vợ mình bị tai nạn giao thông rất nặng và đã được người ta đưa tới bệnh viện. Chỉ sau khi anh làm thủ tục nhập viện xong, người vợ mới được đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này thì tính mạng của vợ anh đã không thể cứu chữa. Anh bất lực nhìn người vợ thân yêu ra đi, chỉ vì luật của bệnh viện không cho phép phẫu thuật bệnh nhân trước khi có người thân ký giấy đầy đủ. Tin mừng theo Thánh Marco hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu khiển trách những người Pha-ri-siêu sống nệ luật. Họ tuân giữ luật bên ngoài quá tỉ mỉ, cứng nhắc đến vô cảm, gây ra sự căng thẳng và sợ hãi cho người khác. Nhiều lúc chúng ta cũng để luật lệ chi phối những hành động bác ái mà chúng ta có thể làm cho người khác. Lạy Chúa, yêu thương là điều Chúa truyền dạy chúng con. Xin cho con biết sống yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân với tâm hồn và trái tim giống Chúa.